chiếu làng chiếu đi. Ai muốn chiếu làng chiếu không? Ai muốn chiếu làng chiếu không? Ông hộ ở làng kế bên, lũ quỷ cũng kéo qua nhà ổng, xong rồi bắt ổng đưa hết tiền, nếu không sẽ làm cho con gái của ổng bị mù lòa cả hai mắt. Nếu mà cha thương con á, sao cha không đem hết tài sản giao cho bọn quỷ đi, chứ để con phải chịu cảnh mù lòa như vậy vậy mẹ. Ông hộ ổng có hứa, nếu ai mà làm cho con gái của ổng sáng mắt, ổng sẽ gả con gái cho, với lại ổng chia cho nửa gia tài. Tôi tính ngày mai rủ anh vô hang quỷ với tôi. Trong hang quỷ có rất là nhiều vàng, chúng cướp bóc của dân làng ta biết bao nhiêu năm nay, trong đó có tài sản của gia đình anh nữa. Tương ơi, kéo lên Tương ơi, Tương ơi, hẹn gặp lại dưới suối vàng nha. Tương ơi. Đón xem Rồng Rắn Lên Mây Tam và Tứ phát sóng lúc 18:30 ngày 17 và 18 tháng 1 trên kênh HTV3 Dreams TV.